Xin chào các mẹ đã đến với kênh Bác sĩ sữa mẹ Anh Thy. Khớp ngậm đúng luôn là đề tài mà được các mẹ rất là quan tâm. Để có một cái khớp ngậm đúng thì điều đầu tiên là các mẹ phải có một cái tư thế bế đúng. Về tư thế bé như thế nào là đúng á, thì bác đã có những cái clip hướng dẫn các mẹ ở những cái tư thế khác nhau. Bác có để đường link ở bên dưới nếu như mà mẹ nào chưa có xem. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi sâu về cái cách làm sao để mà có được một cái khớp ngậm đúng, làm sao mẹ có thể đưa ti vào để cho bé đớp một cách dễ dàng hơn. Khi các mẹ mà tra cứu các cái thông tin trên mạng, trên Google hay là trên YouTube á, các mẹ sẽ thấy là có nhiều trường phái hay là có nhiều bạn sẽ hướng dẫn cách để cho các mẹ đưa ti vào để cho bé chốt. Vậy thì có cái cách nào gọi là đúng và chuẩn hay không? Khi mà bác sang Canada học về sữa mẹ đó, thì bác nhận ra là mỗi cô tư vấn viên sữa mẹ sẽ có những kỹ thuật và những cái kinh nghiệm khác nhau. Và bác rút ra được một điều là không có kỹ thuật nào được gọi là đúng và chuẩn cả. Mỗi kỹ thuật nó sẽ có những cái hay riêng. Và quan trọng ở đây là mẹ cảm thấy thích hợp với lại kỹ thuật nào, mẹ cảm thấy kỹ thuật nào mình dễ làm nhất thì mình sẽ dùng kỹ thuật đó. Không bắt buộc là mẹ phải theo nhất một cái phương pháp nào cả. Các mẹ nhớ điều này ha. Lưu ý là bác sẽ không thể đưa những cái hình ảnh người thật việc thật lên trên YouTube, bởi vì những cái hình ảnh đó nó khá là nhạy cảm. Những mẹ nào mà muốn xem cách làm mà trên người thật việc thật luôn thì các mẹ có thể đăng ký cái khóa học về sữa mẹ chỉnh khớp ngậm của bác, mà bác có để đường link ở bên dưới nha. Còn bây giờ bác sẽ tiến hành trên mô hình. Điều đầu tiên mà bác cần các mẹ lưu ý là phải chờ con há miệng thật to rồi mới đưa ti vô. Bởi vì nếu chúng ta để con há nhỏ như thế này và con mút cái ti vào thì con sẽ cà lên trên cái phần đầu ti của mình, và cái đầu ti của mình nó sẽ bị dột, nó sẽ bị tổn thương. Còn đây, nếu mà há thật to xong rồi mới đưa vào thì cái đầu ti nó sẽ ít bị tổn thương nhất có thể. Các mẹ nhớ là khi mà bế con á, là phải cho con, cái bụng con áp sát vô trong cái phần người mẹ nha, chứ không có để cho con ngửa ra mà cái đầu xoay vô như thế này ha. Khi mà nâng con lên nè, ấp con vô nè, rồi mình có thể luồn tay lên dọc thân người con như thế này để mình chỉnh cái tay dưới của con ôm sát bầu ngực mẹ. Xong sau đó mình mới choàng qua. Và cái tay này nè, không có đỡ ở mông dưới mà phải đỡ ở mông trên để con áp vô ngực mẹ. Và khi mà mình để cái tay hơi xéo như vậy thì mình sẽ khóa được cái cổ của con, cái đầu của con nó sẽ đỡ gật lên gật xuống. Có 3 cách chính để giúp cho các mẹ đưa ti vào miệng con. Thì cái cách đầu tiên là cách cho các bé tự đớp ti. Thì cái cách này thường sẽ thích hợp với những mẹ có đầu ti bình thường, đầu ti dài, em bé nó đớp ti khá là dễ dàng. Thì mình sẽ không dùng những cái kỹ thuật đặc biệt, em bé nó có thể tự đớp ti được. Tuy nhiên là các mẹ nhớ phải chờ con há miệng thật to rồi mới đưa ti vào ha. Và với cái cách 1 á, thì mình sẽ để cái đầu ti ở ngay cái môi trên của con. Khi mà con vừa há miệng ra, mình dùng cái ngón tay ha, mình để sẵn ở trên cái phần bầu ngực của mình, ngay chỗ cái phần buồng vú á. Khi mà mình sẽ để cho cái cằm của con, mình sẽ để cho cằm của con áp vào bầu ngực mẹ. Khi mà con há miệng ra đó thì mình sẽ đẩy con vô, hất con vô ha. Nhớ là khi mà cái phần môi dưới của con hạ sâu xuống qua cái phần buồng vú rồi mình mới hất con vô. Cụ thể là như thế này, mình để cái đầu ti trên môi trên của con. Khi môi dưới con hạ xuống như thế này ha, khi môi dưới con hạ xuống như thế này, hất con vô thì tự động con sẽ choàng lên và con chồm lên, con đớp được cái phần quần vú của mẹ. Bắt làm lại ha, kích thích nè, kích thích lên đầu ti con ha, môi dưới con hạ xuống, hất con vô nha. Đây bác làm ha, mình nhìn đây, mình nhìn ngang nha, mình nhìn ngang, con há miệng to ra, cái tay này hất con vô. Cái tay này hơi hất nhẹ con vô. Mình đang bế em bé như thế này, mình có thể để cái ngón tay ngay cái phần quần vú của mình. Khi nào mà con hả miệng ra, mình vừa hất con vô, ngón tay này có thể phụ đẩy nhẹ vô một tí xíu nữa thì nó sẽ tốt hơn nha. Để cái đầu ti ở môi trên của con nha, để cái đầu ti ở môi trên của con ha, kích thích ha. Khi con hả miệng ra, hơi hất nhẹ con vô, vào cái phần ngón tay này đẩy vô. Đây là một trong những cái kỹ thuật thôi. Còn kỹ thuật thứ hai đó là kỹ thuật hamburger và có cái sự hỗ trợ ít thôi. Kỹ thuật này nó dựa vô cái việc là khi mà mình ăn một cái bánh mì hamburger á, nếu mà nó dài như vậy nè, mình muốn cắn là mình phải làm dẹp lại rồi mình mới cắn được. Nhưng nếu mà mình làm dẹp lại mà mình để dọc như thế này thì mình sẽ rất là khó cắn. Chính vì vậy khi mà mình có một cái bầu ngực hơi khó, cái đầu ti hơi ngắn hơi khó, thì mình sẽ phải làm dẹp cái phần quần vú nó đúng với chiều khu miệng của con. Ví dụ em bé đây ha, hai cái môi nó như thế này, thì khi mà mình làm dẹp cái phần bầu vú mình á, mình sẽ làm dẹp như thế này để cho em bé ngậm, chứ không phải là mình làm dẹp đứng như thế này. Bởi vì khi mà mình làm dẹp đứng như thế này thì giống như là em bé nó ăn cái bánh mì hamburger mà mình để đứng như thế này vậy. Tóm lại là mình phải làm dẹp cái bầu ngực như thế nào đó, để hai cái ngón tay song song với lại cái miệng của con nè. Cái bầu ngực nó sẽ dẹp song song với lại hai cái môi của con. Vậy nếu như mà em bé nó được bế ngang như thế này ha, em bé được bế ngang như thế này, thì hai cái môi của con nè, hai môi con nó sẽ như thế này. Vậy mình sẽ làm dẹp bầu ngực theo hướng như thế này. Mình có thể dùng ngón cái với ngón trỏ để làm dẹp, nếu như ngón cái của mẹ mình, nếu như mà ngón cái nó đủ dài. Còn nếu ngón cái không đủ dài thì mình sẽ dùng hai ngón này để mình làm dẹp cái bầu ngực xéo như vậy. Đó là nếu như mà mẹ bế cái tư thế cổ điển. Thường là những cái bầu ngực khó, những cái đầu ti khó ha, thì các mẹ bế cái tư thế ôm chéo cũng sẽ giúp chủ động trong cái chuyện là đưa ti vô, đưa bé vô. Tại vì khi mà mình bế bé ở cái tư thế cổ điển như vậy nè, cái đầu bé nó sẽ gật tới gật lui, nó sẽ khó chủ động trong cái chuyện là đưa ti vô. Nhưng nếu mẹ có thể bế được ở cái tư thế ôm chéo là cái nguyên cái cẳng tay nè sẽ áp sát dọc thân người con, cái phần bàn tay để chữ C ôm cổ con ha. Đây, vì cái miệng con đang xéo như vậy cho nên mình sẽ làm dẹp theo hướng này, dẹp như thế này. Mình để cái cổ tay này hơi hạ xuống, chứ mình không làm dẹp ngang nha các mẹ. Nè, mình làm dẹp ngang là coi như là cái miệng bé nè, coi như là mình đang để cái bầu ngực của mình dọc, nên em bé nó sẽ rất là khó ngậm. Đặc biệt là với những cái đầu ti ngắn, ti thụt, ti dẹt, thì cái kỹ thuật này rất là cần và rất là quan trọng trong cái chuyện là giúp cho bé dễ chốt. Nếu mà những cái đầu ti ngắn, đầu ti thụt, đầu ti dẹp mà các mẹ dùng cái cách số 1 á, thì rất là khó, mình sẽ rất là khó hỗ trợ cho con. Và có những cái đầu ti mình phải chủ động đẩy bé thật là sát vào trong ngực mình luôn, để cho bạn có thể ngậm thật là sâu, để mà bạn có cái lực múc cái đầu ti vô thì bạn mới chốt được ti, chứ không phải là cứ để bạn cứ chợt ở bên ngoài là bạn sẽ không chốt được ti. Vậy các mẹ ti thụt và ti dẹt lưu ý nha, mình phải làm dẹp cái phần quần vú làm sao cho nó dẹp đúng với cái khu miệng con. Cách dễ nhất là mình thấy hai cái ngón tay của mình nè song song với lại hai cái môi con là được. Nếu bé tư thế cổ điển, nếu bé tư thế cổ điển ha, nếu bé con tư thế cổ điển, mình làm dẹp như thế này, hoặc ngón cái đủ dài thì làm dẹp như thế này. Còn nếu mà đối với bé mà tư thế ôm chéo thì mình sẽ làm dẹp xéo như thế này, chứ mình không làm dẹp ngang như thế này. Ngoài việc làm dẹp bầu ngực thì cái tay mà đỡ cổ con á, là đẩy con thẳng vào ngực mình luôn, không để con tự đớp. Bởi vì những cái đầu ti khó, con cực kỳ khó tự đớp. Các mẹ phải có cái sự hỗ trợ. Các mẹ cứ tưởng tượng như là các cái con vật, như là con chó, con mèo, mấy cái con mà mới sinh xong nó có thể tự đứng dậy, là những cái con đó nó có thể tự cử động và tự tìm tới ti mẹ được. Còn với con người á, thì không có cái chuyện là mới sinh ra là có thể tự đứng dậy và tự bò, tự đi được. đồng ý là nếu như mà mình để cho bạn da kề da nằm trên ngực thì bạn có thể kiếm cái ti mẹ lết lết này, nhúc nhích một hồi cũng có thể là đi đến ti mẹ. Nhưng mà trong cái trường hợp mà mình đang bế cho con bú nè thì mình sẽ phải chủ động để mình đưa con vô ti. Nếu mà mình không chủ động thì mình sẽ rất dễ gặp cái trường hợp là em bé không chốt ti được, đặc biệt là đối với những mẹ ti khó, hoặc nếu chốt được thì khả năng là sẽ chốt bị sai và sẽ dễ có cái tình trạng là chỉ ngậm chật chật ở ngoài cái đầu ti một hồi xong mới mút vô, và sẽ dẫn đến cái chuyện là bị dợp đầu ti. Nhớ là phải cho con hả miệng thật sâu rồi mới đưa ti vô nha. Vậy thì khi mà mình dùng kỹ thuật hamburger, mình làm dẹp bầu ngực như thế này, mình kích thích cho em bé hả miệng to. Thì khi mà bé hả miệng to, đẩy thẳng vô. Đó là khi mà mẹ cảm thấy là cái đầu ti mình tương đối dễ, mình có thể làm như vậy. Đối với những đầu ti đặc biệt khó thì mình cần đặt cái đầu ti lên trên môi trên của con trước. Khi môi dưới của con hạ sâu xuống như thế này ha, thì mình dùng cái hàm dưới của con làm điểm tựa để mình lấy cái ngón tay ở phía trên và mình đẩy cái ti vô trong miệng con. Bắt làm cái mô hình này dễ hơn nè, tại em bé cái miệng mô hình nên nó sẽ không có đủ to. Đây đây, minh họa bằng cái này cho dễ ha. Đây, mình kích thích cho bạn há miệng nè, môi dưới hạ to ra ha, xong rồi cái tay phía trên nè, dùng cái hàm dưới làm điểm tựa để mình đẩy cái ti vào vô miệng con luôn. Để môi trên nè, môi trên ha, con hạ ra nè, đẩy vô. Thì cái ngón tay phía trên đẩy vô và cái tay mà đỡ cổ con á, hất con vô để con có thể chồm sâu vô ngực mẹ. Đây, cái tay hất bác sẽ làm cho coi ha. Tay hất nè. Nếu mình đang bế con như vậy ha, khi con hả miệng ra thì cái ngón tay cái phía trên này nè, đẩy cái mô vú vô như trong cái mô hình hồi nãy bác làm. Còn cái phần tay này nè, hất nhẹ con vô để cho con chồm sâu vào trong ngực. Còn nếu bạn nào đang tập đầu ti cực khó ha, thì nên tập cái tư thế ôm chéo như thế này. Khi mà mình kích thích cho môi con hả ra, mình dùng ngón cái nè, mình đẩy cái ti mình vô như cái mô hình hồi nãy bác nói. Còn cái tay này là đỡ cổ con nè, hất bạn vô luôn ha, hất bạn vô. Như vậy thì bạn sẽ chốt sâu hơn nữa. Thông thường thì những cái đầu ti khó thì nên gặp trực tiếp và hướng dẫn trực tiếp thì sẽ dễ hơn. Nên những mẹ nào có khó khăn về khớp ngậm thì hãy kiếm ở địa phương của mình xem là có ai có thể hỗ trợ mình về khớp ngậm hay không. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì có thể liên hệ với cái số hotline của bác, thì bác có thể đến tận nhà hoặc là các mẹ có thể đến phòng khám của bác để mình có thể trực tiếp, bác có thể trực tiếp hướng dẫn các mẹ về các cái kỹ thuật làm. Nói lý thuyết thì dễ nhưng mà khi mà thực tập trên em bé thì nó sẽ không dễ dàng như vậy. Vậy thì các mẹ vừa xem qua các cái cách để giúp cho em bé chốt ti được dễ dàng hơn. Nếu có những cái thắc mắc gì thì các mẹ có thể comment ở bên dưới. Bây giờ bác xin chào tạm biệt các mẹ. Hẹn gặp các mẹ tại vlog lần sau.